Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em và các bạn một cái quạt quạt tôi gọi là quạt tản nhiệt giàn nóng, hệ thống giàn nóng. Thì trên thị trường thì rất là nhiều những cái loại quạt đấy, quạt lồng sắt cũng có đấy, nhưng mà cái thị trường cái dòng quạt này thì nó mới này, nói mới thì không mới nhưng mà nó cũng đã ra lâu. Nhưng mà trong quá trình mình lắp đặt và mình thử nghiệm ấy thì mình thấy cái quạt này nó rất là ok đấy, và nó hàng nó rất là chuẩn, nhưng mà nó rất tức là cái độ gió của nó này rất tốt này, nhiều gió và khỏe đấy, cánh chéo này nên cái lượng gió nó rất nhiều mà nó chạy nó êm. Cánh hút nhé, con này cánh hút, tức là quạt này dòng này nó sẽ có cánh hút và cánh đẩy đấy, hai loại nó đều có, và điện 12V và 24V mình đều có hết nhé. Bởi vì tại sao hôm nay mình mới giới thiệu, bởi vì là cái quạt này khi mình đưa vào sử dụng ấy, mình thấy là nó rất là hiệu quả mà nó rất là ok luôn. Đấy, đây là quạt này là chuyên để độ chế các bạn thấy không? Những cái dàn này, cái dàn nó úp vừa khít cái dàn luôn. Nó có cả quạt quạt dài nhé. Tức là quạt đây là dàn này là 35 phân và 46, dài 46 đúng không? Và nó có một cái dàn nữa là cũng chiều cao 35 phân và chiều dài nó là 58. Quạt kia nó vừa úp vừa khít luôn. Đấy. Thì mình giới thiệu cho anh em biết về cái quạt này để mua để sử dụng nó rất tốt. Đây nhá. Thì đây mình sẽ quay luôn, mình quay luôn này. Quay luôn để cho anh em xem nhé. Trên cái quạt này nó chém gió thì khỏi phải chê rồi. Đây, mình chuẩn bị sẵn cái quy đây, mình cho chạy luôn. À. Đấy, tít không? Quả rất mạnh. À. Quả nó nhiều gió lắm. Đây các bạn nhìn thấy. À, gió này. Gió nó bay này. Đấy. Quạt này nó rất êm. Cực kỳ êm luôn mà nó nhiều gió lắm. Cho nên cái dòng này mình hay lấy mình bán, hoặc là phổ biến cho anh em lắp cho dòng máy xúc này. Máy xúc nhá. Máy xúc hoặc là những cái dòng xe tải mà chạy đường trường nhiều ấy, hoặc đỗ tại chỗ, thì có cái quạt này nó tản nhiệt này. Đây các bạn nhìn gió này. Gió rất mạnh mà quạt này rất êm, cánh rất êm, vừa úp vừa khít cái dàn này. Đấy, thì đây mình giới thiệu cho anh em cái quạt này, bởi vì cái này mình dùng nó rất tốt, đâm ra là mình thấy nó ok thì mình phổ biến cho anh em. À, rất tít luôn. Êm lắm. Mà quạt này của nó, quạt này người ta làm kín, nó chịu được cả nước ấy. Gần như nước không vào được, kín khít hết. Cho nên dùng cái loại này là yên tâm. Thì mình vừa giới thiệu cho anh em cái quạt. Quạt này là quạt dành riêng chuyên để độ chế cho các dàn nóng. Tản nhiệt rất là tốt luôn. Thế thì anh em có nhu cầu tìm mua sản phẩm hoặc là tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt. Qua điện thoại, số điện thoại là 0856727222. Cái này có thể mình những cái xe nào mà kính là cần lắp đặt ấy, mình lắp đặt luôn tại xưởng luôn. Địa chỉ gara của mình số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội nhé. Anh em có nhu cầu thì cứ alo hoặc là add Zalo số điện thoại đấy. Hai số điện thoại đều có Zalo hết. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.